nước Úc. Nè nè nè, đừng có chạy nữa, đừng có chạy nữa, đứng lại đi. Đứng lại đi, coi chừng té đó. Hello. Đừng nham nhở. Cái gì? Để tôi đi. Thôi chúng ta đi, chúng ta đi. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Nè, xách con đi giùm má đi. Đi thôi đi, nhanh lên. À, xin lỗi nha. Đi, con tự cầm lấy đi. Chào cô, lại là cô. Xin lỗi nghe à, cô. Tôi nói cho anh biết nha, muốn tò mò thì đi chỗ khác đi. Không phải đâu, tôi muốn nói cho cô biết mặt của cô cái gì. Chị ơi, chị xấu chí quá. Cô ơi, mặt của cô dính son kìa. Cái đấm nhỏ này. Tôi không thích chiếc xe này cho lắm. Ông còn chiếc nào khác không? À, xin lỗi, chú làm ơn đi chiếc thôi. À, tôi muốn thuê một chiếc xe. Cháu, ủa, lại là cô. Lại là anh. Vậy cũng được. Cảm ơn cô, đây là hóa đơn. Cảm ơn ông. Cô vui vẻ. Cảm ơn. Nè. Không cần nè nữa. Bây giờ anh hối hận đã quá muộn rồi. Tóm lại, tôi cảm thấy chiếc xe này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nè, chiếc xe này á. Thật tình tôi bận lắm, không đã nói chuyện với anh đâu. Nè, cô đang bận tức là sẽ chạy nhanh phải không? Nhưng cũng không nhanh cho lắm, chỉ chậm hơn một chút so với tốc độ ánh sáng thôi. Ờ. Nha. Làm ơn kéo lên băng trước giùm tôi đi. Cũng được. À, hay là tiện đường cho tôi với Giang luôn. Sao anh biết tiện đường? Thì chỉ có một ngã đến Hoa Lan thôi. Sao anh sợ xe có vấn đề à? Tôi lái thì không cần sợ. Tôi không có rảnh đùa với anh đâu, tôi đang bận đó. Dù sao cô cũng trả tiền rồi, có tôi làm tài xế cho cô còn hay hơn. Với lại cô có thể nghỉ ngơi phải không? Đúng không? Đúng không? Lái cẩn thận nha, đừng có làm hư món quà của tôi đó. Đi, để tôi lái được. Chết bảy luôn sao? Tôi đã nói là chân ga của xe này có vấn đề rồi, không thể nhấn hết ga, cô không chịu tin. Sao anh không nói anh lái dở đi? Nè, cô đón xe vậy, cô chừng bị xe đụng không được ăn Tết bây giờ. Còn nữa nghe không, cô là phái nữ, đi quá gian xe cô có biết chữ nguy hiểm là gì không? Đi chung với anh nữa còn nguy hiểm hơn nữa. Không cần đón nữa, có trực thăng đến đón chúng ta rồi. Hay lắm, có tờ không gian đang đón nè kìa. Tôi nói thật đó. Nè, cô làm vậy nguy hiểm lắm đó, nghe lời tôi đi. Tôi cũng nói thật mà. Anh nhát như vậy thì đừng có đi du lịch nước ngoài nữa. Mới phi thuyền đi đi, ngồi ở trong đó an toàn hơn. Đâu có, cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy vui lắm. Anh thì vui lắm rồi. Hai, xe của tôi bị chết máy giữa đường. Ông có thể cho tôi xin quá gian không? Cô đi đâu? Đáng đáng. Trên đây không còn chỗ nữa, cô ngồi đằng phía sau được không? Cảm ơn. Không có gì. Đi. Nè. Nè. Sao hả? Cô muốn đi chung à? Tôi đã nói trực thăng sắp đến rồi. Tùy ý anh. Nè, tôi đưa tấm bản đồ cho anh. Không biết được thì dò đi. Nếu không thì tự gọi cảnh sát. Ok. Thực tình tôi bận lắm mà, không đá danh nữa. Ok, đi thôi. Bye bye. Bye bye. Hey, mình đã cố hết sức rồi. Đúng là đừng có làm người tốt, ở hiền chưa chắc gặp lành. Hả? Có phải không đó? Có trực thăng thật sao? Còn tại quốc gia của mình đâu?